mở đầu chương trình văn nghệ là tiết mục đơn ca Phật và Đà Ánh Hảo Quang do chị Minh Vượng trình bày. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô, đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu. Trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa. Cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô, đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể.